Thưa quý vị, tại thị xã Phú Mỹ, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và nước luôn thường trực, đặc biệt là ở khu vực các khu công nghiệp như là khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và khu công nghiệp Cái Mép. Mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn phớt lờ xả thải. Mấy ngày qua, chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa, tình trạng nhà máy trong khu công nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường liên tục diễn ra. Khoảng 14 giờ chiều ngày 6 tháng 6, thị xã Phú Mỹ có mưa nhỏ. Liền thấy khói bụi phát tán mù mịt ra môi trường xung quanh nhà máy luyện phôi thép Pominaba trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1, làm cho người dân và người lao động đang làm việc xung quanh nhà máy luyện phôi thép Pominaba rất khó chịu và gây mắt. Tình trạng xả khói bụi này xảy ra khoảng 30 phút thì ngừng và lại tiếp tục sau đó khoảng 1 giờ cho đến tối. Trước đó, ngày 8 tháng 3 năm 2021, nhà máy luyện phôi thép Pominaba cũng đã xảy ra sự cố làm khí thải chưa xử lý phát tán mù mịt ra môi trường và xỉ thép văng ra ngoài làm một công nhân tử vong và gây cháy. Trong lúc sự cố chưa được khắc phục thì đêm 15 tháng 4 năm 2021, nhà máy luyện phôi thép Pominaba lại tiếp tục xảy ra sự cố phát tán khí thải chưa xử lý ra môi trường.